Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với ca phê sáng ngày thứ năm hôm nay gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào Thủy, kính chào quý khán giả. Chúng tôi rất tươi nhưng mà không khí ở bên ngoài thì bây giờ nó khô nó đẹp rồi. Nhưng mà ngày hôm qua Ngọc Lan biết không, khi mà mình đoán là thế nào cũng mưa đó. Mùa thu mà nó mưa đó, mà nhất là từ trưa nó mưa rồi đến chiều 4 giờ là tối thui rồi. Ừ những cái người thích công việc đồng áng như tôi đó <laughs> buồn hiu hắt buồn hiu hắt không có ra người dạ. làm được gì cả nhưng mà mưa thì không có lớn nhưng mà cái trời nó âm yeah, u nó, nó, nó buồn rã đích, rã người ta kêu đó. là buồn rã ruột á Ờ, rồi nhưng mà chiều hôm qua sống gầm dễ sợ dạ yeah, yeah. yeah, sống ừ. chiều hôm qua khoảng chừng 3 giờ hai ba giờ chỉ trời cho... trời nó rầm 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 nghe thấy rất là chiều tối nay mưa trở lại họ nói ngày mai có thể là trời khô giáo nhưng mà giờ, mưa buổi chiều mai thứ sáu đó nó sẽ mưa luôn sang tới ngày thứ bảy thì đó là cái dự báo không biết như thế nào À, nhưng mà ngày hôm nay trở lại với tất cả quý tính giả chúng tôi uh, gửi đến quý vị rất nhiều các bản tin đáng chú ý đặc biệt là las vegas sáng nay uh, chúng tôi đã có người bạn từ sáng sớm bốn năm giờ sáng đã lái xe lên vegas bởi vì tối ngày hôm nay là formula 1 cái chuyện này nó là đối với người việt nam ở las vegas họ rầu rĩ trong suốt thời gian qua bởi vì trên đường phố những người làm cái công việc trong các khách sạn ừ. đó thưa quý vị không thể tưởng được là trên dọc các đại lộ Las Vegas Strip rồi à, Las Vegas Street uh, Circuit thì đây là nơi mà sẽ diễn ra cuộc đua xe nổi tiếng nhất trên thế giới Đưa Formula xe, One. Đua xe thể thức một. <laughs> Ở Ngọc Long hiểu cái chữ thể thức một nhưng mà nó đi vô đầu mình từ lâu rồi. Yeah, khủng khiếp thì uh, chiều tối nay đó là họ nói uh, hôm nay bắt đầu là chạy thử để cho các cá tay đua xe như là dợt vòng quanh cho tới ngày mai hai ngày liên tục sẽ thử đến 10 giờ tối thứ bảy quý vị tưởng tượng 10 giờ tối khuya thứ bảy người dân Las Vegas họ những người mà sống quý vị để ý đó mặc dầu là phía trước là khách sạn nhưng mà gần gần đó là nhà dân cho nên không biết được cái tình trạng mà những cái chiếc xe này động cơ của nó khủng khiếp lắm xe đua mà nó ồn không thể tưởng được mà cả chục cả trăm chiếc xe như thế nó nổ một lúc. Không biết sẽ như thế nào. À. Nhưng mà chúng tôi theo dõi cái chuyện mà của Las Vegas cả mấy tháng nay đó thì họ nói cái chuyện mà à, ngừng để mà tiến hành xây dựng những cái kháng đài phía trước những cái sòng bạc nổi tiếng nhất của Las Vegas, Bellagio, Caesar Palace vân vân, Paris rồi hoặc New York vân vân. À, tội nghiệp cho những người mà họ đến Vegas du lịch trong thời gian qua đó họ không thấy được cái gì hết á bởi vì chỉ đi đường mà cũng nghĩa là khó khăn đi trên vỉa ừ. hè đó cái chuyện vui của những người đi Vegas là buổi chiều tối là họ cứ đi vòng vòng chúng tôi cũng đã từng đi đó đi nó vui lắm cái không khí đi cho nhìn thấy đèn hoa xong rồi về lại khách sạn rồi mới ăn uống nhậu nhẹt vân vân hoặc là đánh bài thì cái tình hình đó trong cả mấy tháng vừa qua cũng gặp những cái ảnh hưởng không biết được cái chuyện lỗ lã sẽ như thế nào nhưng mà ngày hôm nay đó thì uh, những người mà theo dõi họ nói mới đầu thì uh, ban tổ chức Formula One dự trù sẽ bán sạch vé quý vị có thể tưởng tượng Ngọc Lan mỗi một vé đó trung bình là khoảng 1.500 tới 2.000 đô la wow. một vé và thậm chí đó họ che hết tất cả các uh, phía trước của khách sạn những khách sạn nào muốn có kháng đài đã phải trả cái tiền lệ phí. Rồi à, rồi khách sạn đó họ sẽ tính phí với những ai muốn tham dự. Giá vé 1.500, 2.000 Mỹ Kim. Hôm nay đó tôi nghĩ rằng chắc xuống còn chừng 300 mấy, 400 thôi. Có vé ừ. giảm 60% vừa qua bởi vì số người hưởng ứng đó, họ không có nhiều. À, đa phần họ nói rằng là à, không quen với cái việc xem đua xe và ở Las Vegas này mục tiêu của họ đi Vegas là để đi chơi đi xem sòng bài mà bây giờ họ đâu đến đây để họ xem đua xe đâu thì không biết được đã vậy đó Las Vegas thành phố này ký hợp đồng với Formula One ban tổ chức đó 10 năm trời 10 năm thì không biết được cái hợp đồng này thế nào sau cái mùa thứ nhất là thứ bảy này là mùa thứ nhất không biết được về sau này bởi vì kháng đài này sau khi dựng lên thì không biết họ có dẹp đi không bởi vì tốn kém cả tỷ Mỹ Kim thưa quý vị riêng với Formula One đó, họ chi ra 500 triệu Mỹ Kim rồi Nevada Las Vegas phải chi ra thêm tiền để xây dựng tất cả các mặt đường nó Ngọc Lan mặt đường đó quý vị của Las Vegas Strip đó và kể cả nguyên cái vòng đua này đó tháo lên tháo lên trong thời gian qua để tráng lại một cái lớp nhựa cho xứng đáng wow. với cái bánh xe của cái chiếc xe đua này chứ không phải là tự nhiên cái đường phố tráng nhựa là chạy được cho nên họ phải tháo lên hết thì đó là những tốn kém và khiến cho những cái người mà di chuyển mỗi ngày đi làm đó vô cùng khó khăn nhưng mà ít nhất thì uh, sau ngày uh, chủ nhật này là xong rồi nha yeah. um, anh Thủy đang nói về Las Vegas thì Ngọc Lan nói về Disneyland uhm. bây giờ đọc cái bản tin này á mới biết rằng là Disneyland họ có một cái một cái giống như là một cái hoạt động để mà thu hút người ta tới, đó là cái việc mà trao đổi những cái pin có cái hình liên quan đến Disneyland. Những cái trao đổi đó quý vị sẽ nhìn thấy ở đây, không phải là bán nha, có nghĩa là những cái mà mình gọi là huy hiệu cũng được hay là cái pin cũng được. À, họ bán ở trong những cái cửa tiệm của ở trong Disneyland là riêng. Còn lại đó, mình đi vô trong Disneyland mình sẽ thấy có những người, người ta người ta mang giống như người ta bày lên trên những cái băng ghế đá, ừ. những cái pin như thế này, họ sưu tầm từ bao lâu rồi. Xong rồi bây giờ du khách khi mà người ta tới á, nhiều người người ta mê Disneyland lắm, họ cũng có nhiều cái pin như vậy thì họ có quyền họ đổi, đổi chứ không phải là buôn bán tức là à, tôi lấy cái này tôi đổi lấy cái này vân vân thì họ nói khi mà làm cái cái việc này á tại vì nó mang tính uh, khi mà disneyland tổ chức thì nhiều người từ không phải tiểu bang kha còn các quốc gia khác đến cho nên đôi khi có những người ví dụ như người ta từ nhật hay là người ta có cái pin ở bên một cái quốc gia nào khác mà ở chỗ này không có thì họ đổi để làm giống như là nó phong phú hơn những cái sinh hoạt cho disneyland nhưng mà bây giờ thì họ như có cái quy định mới tức là những người đổi đó không có được bày ở trên những cái băng ghế đá nữa mà mỗi người chỉ giống như là có một cái một cái túi nhỏ thôi rồi họ treo giống như là những cái dây gì họ cứ họ, họ, họ treo dài dài xuống rồi họ cầm rồi họ ngồi ở một cái gốc nào đó ừ. mà cái túi đó quý vị hình dung nó nó nhỏ hơn cái tờ giấy giấy in của mình nó chỉ bằng khoảng một nửa như vậy thôi đó rồi treo lên nhưng mà không quy định rất là rõ nha là không có được bán không có được dùng tiền để bán nè, không có được dùng mà giống như là, bây giờ tôi muốn lấy cái này, tôi đổi đưa một cái hamburger cũng không có được. Có nghĩa là chỉ trao đổi cái cái huy hiệu đó, cái pin đó người này có rồi đổi với người kia thôi. Thì giờ Ngọc Lâm mới biết là nó có cái 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 hoạt động đó rất là ngộ. Họ nói là cái này là có từ năm 1999 bắt đầu từ đó, thì nó đổi hết như vậy. Còn cái chuyện mà quý vị vô trong những cái cửa hàng giống như là lưu niệm của Um, Disneyland để mua thì cái chuyện đó khác nhưng mà những cái này có thể có những cái nó rất là xưa cũ và có những cái mà nó nó ừ. ở chỗ mình ở chỗ mình mua nó không có ở ví dụ yeah. như Anaheim không có nhưng mà ở bên những quốc gia khác mà có Disneyland thì họ có thì yeah. họ đổi như vậy đó, dạ, Ngộ, ha. Với những ai sưu tập thì họ mê vô yeah. cùng luôn. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé. Đoàn Hoàng Triều Thủy chào lại với tất cả quý khán giả và tin tức về hàng giả ngày hôm nay lại nổi trội và cái trị giá của số hàng giả này chúng tôi nghe mà hết hồn luôn hơn 1 tỷ Mỹ kim nếu bán đúng với những cái giá trên thị trường chợ đen. À đây là hình ảnh chụp một trong những nhà kho của hai người đàn ông hôm nay bị cáo buộc là mua bán hàng giả đặc biệt là ở tại khu Lower Manhattan, New York. Cho nên quý vị nào trong thời gian qua mà nhìn thấy trên các đường phố và kể cả trong những nơi mà mình nghĩ rằng các cửa hàng đó, trong đó những người này bán đó, họ mới đôi khi có những cái chuyện dụ cứ là vào là hỏi chứ. Chúng tôi mới có nhận được một số những cái hàng chẳng hạn như móc hiệu Louis Vuitton, Hermes vân vân. À, ở ngoài thì nó 20 ngàn, bây giờ chỉ bán với giá 2 ngàn thôi nghe là thấy quá sung sướng phải không ạ? Và nhìn vào thì phải nói không thể mà phải là người chuyên môn lắm. Còn những người bình thường chắc có lẽ là họ không có biết được cho nên cũng bị lừa đảo trong cái vụ này. À, 219.000 những cái bóp, giày rồi túi đựng đó là làm y chang luôn. Mà theo cái trị giá họ nói nếu bán trên thị trường chợ đen á, là vào 1 tỷ vĩ kim. khủng khiếp luôn hả? và họ nói không những ở riêng Manhattan hai người này thưa quý vị bản tin ghi nhận đó có tên tuổi luôn và sẽ được đi ra tòa trong ngày hôm nay một người tên là Adamaso 38 tuổi và người thứ nhì là Abdullah Jalo 48 tuổi bị cáo buộc điều hành hoạt động chợ đen với các cơ sở lưu trữ tức là các nhà kho đó, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay đó là riêng trong năm nay thôi còn cái chuyện hàng giả từ los angeles miami houston những cái khu vực lớn quý vị đi là đều có những cái hàng mà chúng ta nhìn vào có những mặt hàng chúng ta biết ngay là hàng giả nhưng mà rồi đó những cái chuyện lừa đảo có thể bán ở trên mạng nữa à, cũng bị lừa luôn có những người họ mua xong rồi họ đề họ đăng lên trên mạng bán từ đó mới dẫn đến những cái à, thông tin từ các hãng này ừ. họ mới báo cho chính quyền thì à, sau khi à, những người này có lẽ là mua xong rồi mang tới à, cửa hàng Louis Vuitton thì vậy hỏi thì biết ra là hàng giả họ mới tố cáo rồi sau đó Louis Vuitton mới báo cho cái chính quyền của New York đó chỉ là một trong những cái hàng hiệu mà nơi này họ giam giữ họ mất cả bao nhiêu tháng chờ để theo dõi đó chứ không phải là hàng không phải là trưng trước mặt đâu À, hàng trên trước mặt này không nói giờ nó bắt ngay lập tức nhưng mà đây là những vụ mà họ nói rằng à tới nơi họ giả bộ ra nói rồi có người cũng cầm ra nghĩa là đi vào trong cửa hàng cầm ra <laughs> thấy bóp à. đẹp quá mới hỏi là không biết mua bao nhiêu những người này cứ nghĩ rằng Một cái trị giá bóp cả 5 ngàn 10 ngàn hai chục ngàn bán được có giá năm trăm một ngàn mà thôi yeah, những cái uh nhiều khi mình chúng ta thấy ở trên những cái gọi là chợ Facebook chợ bán ừ. hàng hay là những người người ta lên người ta đăng, ờ tôi mua cái này còn hiệu còn uh, receipt được lại hết, uh, ừ. ai có muốn không thì để lại thì nhiều yeah. người hỏi là, ô không thích nữa thì mang mang đi trả lại tại sao mà lại phải bán lên như vậy? Có nhiều lắm mà không có phân biệt được giống như mắt thường mình á không ừ. có phân biệt được Phổ đâu mến. là giả đâu là Chính thật. Mến mà đối với những người mà người ta chơi hàng hiệu á, anh Thụy với quý vị biết, họ có những ví dụ như bây giờ một cái giỏ mới ra của những cái nhãn hiệu mà nổi tiếng đi, không phải là mình có tiền mình muốn mua là mình mua đâu nha. Tức là những người đó đó giống như cái cái số lượng họ ra không có nhiều, thì cái người đó phải là người thường xuyên và ví dụ như là gọi như là khách hàng trung thành yeah. vậy đó. thì lúc mà một cái mẫu mã mới ra, thì những người là customer service họ mới liên lạc với những người khách ruột của họ, họ giới thiệu để mua chứ không phải là muốn mua là mua thành ra là mua hàng hiệu cũng nhiều cái công phu lắm họ cho làm nên... như thế mà đó là một hình thức marketing yeah. để cho thấy cái trị giá đó đúng nào. là như vậy Người... <laughs> quý vị là phải là danh sách đặc biệt lắm mới là, được cái rồi hàng, quý cái, vị cái, đi cái vô đó. trong thử ở ví dụ như sau cốp plaza có cái lời ngọc lan đi theo người quen vô thử để coi nha anh thủy đi vô coi món hàng thôi ừ. trời ơi mà đến nha nước nôi mang ra rồi những cái loại bánh kẹo sôcôla mà nó hấp dẫn lắm mang ra mời mình trong lúc mình mời mình ngồi mình coi rồi hẹn giờ rồi ôi cha thôi mà chưa hết nha quá. nếu mà vào được giới thiệu mà không mua là lần sau khỏi luôn <laughs> không có đâu yeah. ngọc lan thấy người ta phải vô vào người ta trong coi không phải ghê yeah. ngủ lắm phải mua bao nhiêu rồi thường xuyên rồi ừ. cuối cùng họ mới yeah. cái là ngọc lan phải là đặc biệt lắm hôm nay tôi mới có cái giỏ này Đúng là vậy. chỉ cho Ngọc Lan Đẹp thôi. Quá à. Cho nên khi mà mình đi vô trong những cái cái shop bin sang trọng đó thấy nhiều người nhất là những người châu Á đó từ du lịch khách du lịch sang mà họ ra họ cầm cái tụng, cái tụng như này tức là rất là nhiều ở trên tay đi ra từ các cái kiểu tiệm đó Trời, đó là mình lý do thưa quá quý vị, nể có những người họ nói thôi bây giờ làm sao mà mấy chục ngàn một cái món như <laughs> thế thôi thì bỏ ra năm trăm ngàn Mua, mua mua đồ giả đây cũng được ở <laughs> New York y chang nhìn vào thì với mắt thường là không à, thể nào nhìn xác chả định biết đâu là đâu hết <laughs> à, thưa quý vị ngày hôm qua đó thì sở y tế quận Los Angeles họ đã cho biết là một người đầu tiên đã qua đời vì cái bệnh cúm của năm 2000 23 này. Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo hôm thứ tư. Cho nên mặc dù là họ nói cái người mà qua đời này là người một người lớn tuổi rồi, họ cũng có nhiều những cái bệnh tiềm ẩn sẵn, rồi theo như báo cáo cho biết là người này cũng không có chích ngừa cúm trong thời gian vừa qua. Cho nên từ cái chết này á thì một lần nữa bên cơ quan y tế là nhắc nhở quý vị ai mà chưa có chích ngừa cúm chưa chích ngừa covid thì quý vị nhớ đi chích ngừa tại vì mỗi một năm á cái số lượng người vào trong bệnh viện và chết vì bệnh cúm á nó không có nhỏ à, khi mà mình đọc cái báo cáo nói là lên hơn cả ngàn người mỗi một năm như vậy mình giật mình Tại vì mình nếu như mà cái cơ thể mình khỏe, mình chích ngừa thì có những cái loại mà kháng thể trong người rồi, mình có thể mình bị cảm, bị cúm nhưng mà ho hen chút chút rồi hết, nhưng mà người nặng á thì ví dụ như có thể dẫn đến tử vong là như vậy. nên nhắc nhở một lần nữa là những ai mà chưa có chích ngừa cúm năm nay thì quý vị nhớ đi chích ngừa. Hôm qua tôi xem các phần ừ. tin tức đó ở trên San Jose cái tin tức này nó đã xảy ra cũng mấy ngày trước rồi à, Một phụ nữ bị cắt tay, cắt chân, cắt hết luôn Còn có cái thân không biết làm sao sống được Tại sao? Chỉ vì đi ra chợ ở San Jose Họ không nói tới cái tên ừ. chợ đó Mua cái con cá rô phi đó Ngọc Lan oh. màu, màu màu hồng á wow. Thì gọi là cái gì? Cá rô phi màu đen thì mình thấy ăn thường chiên Thường thường là chúng ta mua về chúng ta chiên không à Cá điêu hồng Cá điêu hồng không? Nó giống một cá rô phi á ừ. mà nó màu hồng. Thì trên tin tức thì họ đưa cái hình đó ra. Người phụ nữ này về xong rồi chiên sao đó, ăn ăn xong thì bắt đầu lên bị bị sốt, bị đau rồi đưa vào bệnh viện. Ừ. Thì đây là hình ảnh lúc mà vào bệnh viện đó bị một cái con siêu vi khuẩn hay con vi trùng gì đó trong cái con cá này mà họ nói đó là nếu mà chiên hoặc là nấu không kỹ đó nó còn sống đó thì ăn vào thì nó tấn công cái trường hợp này cũng vô cùng hiếm bởi vì các bác sĩ họ nói cái con vi trùng này nó cũng rất là hiếm rare chứ không phải con cá nào nó cũng có nhưng mà xui cho người phụ nữ này ăn phải con cá này nó xui thôi à có người yeah. ăn oyster cũng xui có ừ. người ăn thậm, thậm, thậm chí đi bơi trong hồ cũng xui nữa bị cái con vi trùng ở trong hồ nó tấn công thì đó trường hợp xui chứ không phải ai cũng bị nữa nhưng mà có những người ăn phải, à, cô nói là cô đã chiên rồi nhưng mà có lẽ là chiên không đủ. Nên trong cái lớp thịt bên trong nó vẫn còn tươi. Đấy, Và hả? cái con vi trùng nó ừ. nằm trong đó ăn xong bây giờ cắt tay cắt chân luôn. Chúng tôi tiếp tục với uh, tin tức cà phê sáng ngay sau. Bạn. Mỹ Thuận chợ của mọi nhà thực phẩm đủ loại thật là tươi ngon. Hàng sách trong tuần của siêu thị Mỹ Thuận từ ngày 10 đến 16 tháng 11. Gạo thơm hiệu cây dừa 29 đồng 99 một bao 50 pounds. Cà phê sữa G7 9 đồng 99 một bịch 100 gói. Đùi gà khúc 69 cent một hào. Móng heo 1 đồng 49 một hào. Salad xanh, salad đỏ 99. tin tức cà phê sáng uh, với cái tình trạng mà chiến tranh ở vùng trung đông giữa do thái và hamas thưa à, quý vị uh, tin tức này chúng tôi cũng đã đoán biết trước rồi. thế nhưng chính thức ngày hôm nay đó họ mới uh, thông báo Bethlehem hang lửa nơi Chúa sinh ra đời, uh, nativity uh, nhà thờ công giáo ở tại Bethlehem này khu thánh địa đó hôm nay tuyên bố chính thức không có lễ hội Giáng sinh cây cối ở khu vực này không đèn không hoa không có du khách không có cái gì hết năm nay từ nhiều năm qua là năm ảm đạm nhất mà chúng tôi thiết nghĩ ngay cả chúa giê xu nghĩa là nhìn xuống bây giờ nó cũng thở dài than vãn bởi vì à, ngài đâu có bốn cái chuyện này nó xảy ra đâu giữa người do thái à, chúa giê xu là người do thái mà chính là dân tộc của ngài rồi à, người palestine hồi giáo cái khu thánh địa một bên là đền thờ Do Thái, một bên là đền thờ Hồi giáo, rồi một bên là nhà thờ Công giáo ngay tại Jerusalem và tại Bethlehem này. Năm nay không có hình ảnh. À, hàng năm thưa quý vị cứ vào đêm Giáng sinh chúng ta chúng tôi thức khuya để mà nhìn lên màn hình đó để theo dõi livestream từ đây và trước đó rồi họ luôn luôn có cái chương trình livestream để thấy là những người họ tới đây rồi họ nghĩa là thắp đèn rồi du khách mặc đồ rất là dễ thương đi tới đi lui đấy nơi thánh địa này và hàng năm bao nhiêu những người hành hương đến đây để chỉ được tham dự thánh lễ nửa đêm ở tại Bethlehem mà thôi thì năm nay không có hình ảnh đó nữa à, thay vào đó thì họ cầu nguyện cho những linh hồn đã mất trong cái cuộc chiến này nó thấy giáng sinh năm nay buồn ảm đạm nãy sáng lướt qua cái phần tin tức ở việt nam họ cũng nói rằng là đáng lý ra là cái dịp này thì những cái nơi mà bán cái đồ mà chuẩn bị trang hoàng cho noel á là ừ. bắt đầu là nhộn nhịp rồi nhưng mà năm nay người ta nhìn một cái không khí nó ảm đạm quá ờ, chưa biết như thế nào mình ở đây thì thường là sau thanksgiving mới bắt đầu thấy người ta trang trí cho noel mình chờ đến tuần tới coi ra làm sao Shopping yeah. thì tôi ta thấy rồi, thực ừ. sự thì họ vẫn muốn tiếp tục khuyến ừ. khích chúng ta đi mua sắm Giáng sinh. À, tin tức thì nói rằng bắt đầu mùa à, Thanksgiving năm nay đông lắm, người ta sẽ đi rồi mua sắm trở lại, nhưng mà cũng bị ảnh hưởng phần nào vì cái cuộc chiến này kéo yeah. dài. Yeah. Người ta thấy là có thông báo là đi chơi, đi chơi nhiều nhưng mà mua ừ. sắm thì chưa biết sao. Yeah. À, thưa quý vị, ngày hôm qua đó thì cảnh sát ở khu vực Houston họ đưa ra một cái thông cáo báo chí mà nghe đọc thấy rất là đau lòng ừ. khi mà cảnh sát rất là tình cờ từ cái chuyện mà một cái đứa bé 8 tuổi sau giờ học ngày hôm thứ uh, thứ ba ngày 14 tây tháng 11 sau giờ học thì thấy nó đứng ở trước trường Hoài không có ai tới đón hết á thì cuối cùng á thì những người ở trường họ thấy ủa sau cha mẹ nó không đến đón, họ gọi cảnh sát. Thì khi cảnh sát tới nơi rồi hỏi thì mới là đi đến cái căn nhà của đứa bé này. Đến họ gọi Hoài cũng không ai ra trả lời hết, cuối cùng họ quyết định là họ mở cửa đi vào thì khi mà mở cửa vào đó thì nhìn thấy một người phụ nữ chắc có lẽ là như là mẹ đứa bé đó là đã bị chết gục ở ngay ở trên bàn ăn thấy giống như là có một cái gì đó nó 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 đập mạnh vào ở trong sau cổ rồi sau đó đi tiếp vào trong đó, thì thấy một người đàn ông thì chết ở trong một cái căn phòng cũng ở trong nhà thì hiện bây giờ cảnh sát đang điều tra theo hướng đây là một cái vụ uh, giống như là uh, giết người rồi tự sát tức là có thể là người đàn ông đó đã giết người phụ nữ đó rồi sau đó ông tự sát hoặc như thế nào nhưng mà họ đang điều tra theo cái hướng đó. À, riêng đứa bé 8 tuổi đó thì được giao cho bên cái uh, cơ quan bảo vệ trẻ em, họ chăm sóc ở trong thời gian này. Mà từ đây mình mới thấy quá là tội tưởng tượng, một ngày đứa bé đi học về đứng trước ừ. trường không ai tới đón hết, rồi từ đó mới dẫn đến cái chuyện mà phát hiện ra một cái vụ giết người tự sát ghê gớm như thế. Chúng tôi mới tìm được cái hình hôm hồi nãy trong cái bản tin tức chúng tôi đề cập đến một người phụ nữ 40 tuổi ở San Jose ra ngoài chợ mua cái con cá Talapia. Cũng là con cá rô phi mà nó có hai loại. Ngọc Lan nói cá diêu hồng thì chắc nó diêu hồng hả? À? Tại vì với màu hồng nè. À. Rồi con màu đen. Chúng tôi ăn con màu đen chứ còn thấy con cá màu hồng nó lạ không ăn. Cá Talapia, cá rô phi thường thường mình chiên về ăn ngon vô cùng chấm nước mắm ớt. Đây là người phụ nữ 40 tuổi bị chặt hai cánh tay và hai chân vì cái con vi trùng độc hại trong cái con cá này nếu như không nấu chín thì các chuyên gia họ nói là có những cái con cá nước mặn con cá màu màu hồng này nó lại sống trong nước mặn thalapia à, rất cẩn thận à, và họ một lần nữa khuyến cáo về những cái tình trạng mà ăn cá sống vân vân hoặc là không nấu chín thì đó là trường hợp à, ngày hôm nay. Sáng nay chúng tôi đi trên đường phố thì thấy các tiệm Starbucks mở cửa sớm và xe vẫn đậu không có gì cả. Nhưng mà tin tức nói rằng có khoảng ít nhất là 2.000 tới 5.000 nhân viên của Starbucks trên một vài trăm tiệm khắp nước Mỹ xuống đường đình công ngày hôm nay chỉ một ngày thôi. Họ chỉ xuống đường đình công trong ngày thứ năm hôm nay chắc có lẽ là ảnh hưởng từ những cuộc đình công trước đây từ New York cho tới Michigan Detroit rồi kể cả giới Hollywood nữa. À, lẽ đương nhiên uh, Starbucks uh, cho biết là không phải tất cả uh, những nhân viên này xuống đường đình công một lúc mà chỉ có một số các tiệm uh, sáng nay thì uh, theo dõi tin thì không thấy ở California nhưng mà ở Oklahoma vân vân Pennsylvania có cả bao nhiêu chục ngàn tiệm Starbucks mà cho nên họ nói chỉ có vài chục hoặc là một vài hai trăm tiệm Starbucks là uh, đình công để đòi hỏi uh, như là cải thiện điều kiện làm việc, lên lương, rồi thêm nhân viên vân vân thì đó chỉ là những um, trường hợp uh, riêng lẻ xảy ra cho những cái tiệm Starbucks. Cho nên cái quý khán thính giả nào sáng nay thấy là ở tiệm Starbucks mình hôm nay, ngày hôm nay là ngày thứ năm nè, thì bị có tiệm ngày hôm qua đã xuống đường rồi thì họ đứng phía trước cửa tiệm như là cầm loa phóng thanh rồi kêu gọi, um, rồi không có ai vào tiệm được từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay. Sao? chọn ngày hôm nay khoảng 200 tiệm khắp tiểu bang ở từ đông sang tây của Hoa Kỳ đều đi công. À, à, thưa quý vị khi mà đi máy bay á, nhớ nhiều người họ bị không biết bị cái hội chứng gì đó tự dưng cái hồi họ ngồi cái họ bắt đầu họ la lên họ la toán lên hoặc là họ à, khùng khùng lên ừ. rồi họ dùng những cái lời lẽ họ đe dọa những nhân viên phi hành đoàn vân vân thì bây giờ ngày hôm qua nó một người phụ nữ ở Hawaii đã bị phải buộc. Ngoài cái chuyện mà đã bị giam 3 tháng nha, bị bắt ở tù 3 tháng thêm 3 năm quản chế, rồi tức là người đó muốn đi máy bay á là phải viết một cái đơn xin trong 3 năm đó đó để cho người ta có cho mình đi hay không của hãng American Airlines. Về cái tội là vào hồi tháng 2 của năm 2022 đó cô này khi lên máy bay chuyến bay từ uh, ở Arizona bay qua Honolulu tự nhiên cái máy bay cất cánh rồi các bạn ngồi trên máy bay mới 29 tuổi à la hét lên chửi bới uh, nhân viên những nhân viên ở trên uh, máy bay rồi chửi bới hành khách tự nhiên la ừ. lên thế là phi công quay ngược lại đáp xuống lại phi trường ở Phoenix Arizona xong rồi đâm đơn khởi kiện cô này Cuối cùng, đội phải nộp phạt 39.000 đô la cái tiền làm cho chậm trễ chuyến bay rồi ở tù 3 tháng rồi thêm 3 năm quản chế. Đó. Giá nhà ở một số nơi trên khắp nước Mỹ đã giảm, nhưng giá nhà ở miền Nam California thì sao? mời quý vị theo dõi báo cáo mới nhất từ hội địa ốc đưa ra trong ngày hôm nay ngay sau phần quảng cáo quý vị. Tiếp tục với Cà Phê Sáng ngày hôm nay, Zillow, công ty chuyên môn đăng bán nhà ở trên mạng hôm nay báo cáo, đặc biệt là tại khu vực miền Nam California. Mà khi nói tới miền Nam thì quý vị thấy đã chảy dài từ San Diego cho tới Ventura County. Có tất cả 5 quận nằm trong khu vực miền Nam California. Ngày hôm nay Zillow tuyên bố đây là tin một lần nữa, Ngọc Lan, tin buồn cho những ai đi tìm mua nhà. Họ nói rằng là mặc dù nó là phân lời cao có lúc tới đến 7,75%, 8%. Vậy mà số nhà bán ra ở miền Nam California vẫn ít ỏi. Cái tiền vay mượn đã cao rồi, nó khó khăn rồi thì người ta cứ tưởng là thị trường sẽ bị áp lực để giảm giá. Thế nhưng trong suốt một năm qua họ nói rằng là tháng 2 của năm 2022 là giá nhà cao nhất nhưng mà đến tháng 10 này thì thực sự nó vẫn cao như thường. Khoảng trung bình trung bình 832.000 tới 839.000 một căn. Khi mà nói tới giá nhà trung bình thường thường họ lấy giá nhà cao nhất so với giá nhà rẻ nhất phải không ạ? Nhưng mà thực sự với cái giá trung bình đó cũng có nghĩa là những người đi mua nhà phải chuẩn bị với cái số tiền là 839, 800.000 trở lên. Mới ừ. có thể nghĩ tới việc mua nhà Chứ còn ừ. à, Thực sự với cái số tiền đó Quý vị đến quận Cam Chắc khó lòng mà tìm kiếm được Mua được một cái căn nhà Gọi là căn nhà vừa ý chứ không phải condo Hay thao hao gì cả đó thưa quý vị Với một cái giá trung bình một à, Với cái 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 diện tích 1.400 1.500 square feet Thậm chí có những cái diện tích rất nhỏ Mà đăng bản bán cũng Trên 800.000 Mỹ Kim thì đó là cái giá mà họ nói rằng những người đi mua nhà phải trả cho dù với cái tiền mượn cao hơn nhiều. Chưa hết, nếu mà mua phải những cái khu vực mà có association, đó, HOA đó, là phải trả thêm các chi phí. Rồi tiền bảo hiểm cũng tăng lên, rồi nhiều thứ khác. Cho nên giấc mơ của làm chủ được một căn nhà câu bộ khó ở miền Nam California này lắm với cái báo cáo mới nhất đây là báo cáo của tháng 10 vừa qua thì họ nói so sánh trong suốt thời gian mà giá nhà lên đến đỉnh điểm là tháng 2 của 2022 bây giờ nó cũng chẳng khác là bao nhiêu chân yeah. không bị ảnh hưởng bởi vì sao nói là không có nhà để mua nhưng mà có tin rò rỉ là năm tới uh, giá uh... À, những cái tiền lời nó bắt đầu nó xuống à, đúng đúng, đúng tiền lời thì bây giờ yeah. nó đang xuống tiền, rồi tiền và xuống. thị trường chứng khoán bây giờ đang tăng lên và họ tin tưởng là tiền à, tiền mà mà phân lời để quý vị mượn nhà cũng sẽ giảm trong sang năm giảm thì giảm họ nói rằng ngay cả tiền lời tăng mà cái giá nhà nó không xuống nổi nữa mà thì làm sao còn thì dạ giảm thì... thì cứ làm làm thiết giá yeah, đúng họ nói, <laughs> nói rằng nhà đến nhà năm đến, 2024 nên... giá nhà ở miền Nam California và một số các nơi sẽ tăng lên thêm ít nhất hai phần trăm là wow. nhiều lắm. dạ, yeah. yeah, cái đó là giá nhà. Còn lại giá cô dâu, à, Có giá cô dâu. Giá yeah. mua nhà mới để rước cô dâu về là phải trả thêm cái tiền yeah. cô dâu nữa. Hả? Giá cô dâu, quý vị nghe ở Việt Nam mình ở những cái vùng miền Bắc ha, rồi hay là ở Trung Quốc, đặc biệt ở Trung Quốc á, có yeah. cái nạn mà gọi là thách cưới. Ở đó mình cũng có những cái bài vè, những bài ca dao về cái chuyện mà thách cưới đó. Yeah. Thì ở Trung Quốc vừa rồi có một cái, cái câu chuyện liên quan đến một người đàn ông 35 tuổi Anh này sau khi mà bị thách cưới cái số tiền nó lên đến nhiều quá Đầu tiên á, thì những người mai mối họ vẫn có nghĩa là cái dù quen nhau nhưng mà đến chuẩn bị đám cưới phải có người mai mối Thì à, gia đình cô dâu đặt ra cái giá cho anh này là phải cái thách cưới đó là 168.000 tệ tức là quy ra khoảng 23.000 đô la, khoảng 23.000 đô la. Rồi xong rồi anh này cũng mới đầu cũng ráng nhưng mà đến trước cái chuẩn bị là uh, cái cái lễ đính hôn đó thì bên đàn gái lại đòi thêm 30.000 tệ nữa, tức là đòi thêm khoảng hơn 4.000 đô la nữa. Cái cuối cùng anh này giận quá, anh nói, yep, không luôn. cưới nữa. Dạ. Yep. Yeah. Anh lấy cái tiền đó đó, số tiền đó anh đi du lịch trong 5 tháng, wow. đi qua 40 thành phố. Thì cái cái câu chuyện của anh này kia anh kể anh bỏ lên trên mạng xã hội anh kể anh đi du lịch rồi anh dùng cái số tiền đó nhưng mà cũng chi tiêu rất là tiết kiệm mới đi qua 40 cái thành phố như thế nào để anh chụp hình những cái hành trình anh đi ra làm sao vân vân nhưng mà cuối cùng sau 5 tháng đó thì anh nói là À, ước mơ của anh đi du lịch nó vẫn còn tiếp tục nhưng mà thôi chắc đến lúc anh phải quay về nhà với bố mẹ và suy nghĩ xem đi tìm một cái mối hôn nhân khác mà cái mối đó không có đòi cái tiền thách cưới quá cao như vậy. À, cái chuyện mà cái cái tục mà thách cưới đó gọi là người ta gọi thường gọi là cái hủ tục tức là uh, nghe nó nó không có được tốt thì người thường người ta gọi là cái hủ tục. À, ừ. họ nói là thách cưới ở bên trung quốc có những nơi đây là cái điều mà giới trẻ đó thì người ta phản đối. Nhưng mà những người mà còn giữ cái phong tục đó, cái hủ tục đó, đôi khi họ quyết định là họ phải làm. Nếu như mà con họ không có được bên nhà trai, con gái không có được bên nhà trai trả những cái món tiền giống như họ mong muốn, thì họ cảm thấy cái điều đó là rất là mất mặt. Ừ. Con họ không có được giá, không có được đề cao vân vân. Cho Vô nên ý. đôi khi những người trẻ thì họ không màng đến chuyện đó. Nhưng mà người lớn tuổi thì họ bắt buộc. Cho nên năm ngoái Họ nói là cũng có một cái người đàn ông ở miền Đông Trung Quốc á cuối cùng phải chọn cái cách là chia tay luôn với bạn gái là bởi vì gia đình cô dâu đòi cái tiền thách cưới lên đến là 380.000 nhân dân tệ tức là họ quy ra hơn 50.000 đô la. Cái tiền đó ở đây mình cũng thấy nhiều nữa huống chi là ở Trung Quốc. Thì đây là những cái tập tục mà Ngọc Lan nghĩ đối với một số gia đình Việt Nam á họ ở Việt Nam họ vẫn còn giữ cái này tức là đi cưới thì đến dạm ngõ dạm hỏi thì bắt đầu bên nhà gái yêu cầu rằng ok trong lễ cưới đó muốn đi hỏi đi cưới con gái tôi thì phải có cái này cái này cái này họ đề ra một đống luôn nhưng mà đôi khi những cái gia đình cái họ bắt đầu hụt hạt thì nói là không không cưới nữa thì cuối cùng á cái người bị ảnh hưởng chính là cô dâu chú rể hay là cô chính là cái đôi đó. trẻ đó à. chỉ vì những cái chuyện của người lớn để làm nở mài ừ. nở mặt mà. cho nên mình gọi đây là cái hủ tục như vậy môn đăng hộ đối rồi cô <laughs> bên nhà gái bên ấn độ nó là là học yeah. là phải trả hết các chi phí nếu oh, mà muốn bên nhà gái lấy, lấy được yeah. chồng đó còn bên ở, ở bên việt bên nam hay là à. trung, trung quốc, quốc thì là chú rể, chú, rể chú rể phải chữa, là, chữa, là, chữa. là trả Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp tục với các bản tin thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo này và tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thủy vào tuần tới. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.